Con kia bị nhốt ngoài bên kia chú ơi. Con vịt đó hình như là nó phải ăn khó ăn ướt đấy chú ơi. Nó cũng ăn cái dậy được luôn đấy. Khó ăn hơn bảo. Gà thì nó mổ lại. Gà nó mổ được. Con vịt đó nó mổ nó to, nó phải ăn ướt. Coi con trống mình dính bên kia. Thôi kệ nó, để nó bên đó đi. Nó bay được chú Quỳnh. Nó bay, kè nó bay lên tới đây được nè. Nhảy ở vần được. Bay cao ghê á. À chú Quỳnh thấy trứng chưa? Trong đó hả? Này. Mười 12 trứng. Để mai nó ấp đi. Bao nhiêu trứng rồi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Cái đầu kia. Rồi cái đầu kia vô. Nó vô nó ấp trứng 14 trái. Sáng nay sẽ ấp được 2 trái nữa. Vịt thì không có chưa có đẻ. Mẹ nó sạch luôn thấy không? Ừ. Dầu cũng đỡ tiền mà sạch. Mai mốt mà cháu đi đâu chơi á, cháu không có thả nó thì hại nó tự đi kiếm ăn rồi. 4/24 rồi. Cháu ghẻ nó xuống suối rồi. Hôm mai ghẻ thêm vài lần nữa. Hay chú Quỳnh ném cho gà ngay cái cửa này đi. Để cho kiện cho bác.